Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 29, đếm các số dương chia cho 7 trong mạng một chiều các số nguyên. Đấy. Thì đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu thêm về cái yêu cầu của bài toán này. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái mạng một chiều các số nguyên gồm có 4 phần tử. Đó là âm 1, 7, 14, 8, đúng không ạ? Như nhìn vào đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được trong cái mạng này thì có cái số phần có phần tử là 7 và 14 là hai số dương mà nó chia cho 7, đúng không ạ? Đấy, thì từ đó mình sẽ suy ra được cái số lượng cái số dương là 2, đúng không ạ? Chia cho 7 và nó là số dương chia cho 7, đúng không ạ? Thì mình sẽ suy ra được cái kết quả là 2. Đấy. Thì làm sao để làm được như vậy? Thì ở đây mình sẽ nêu ra một cái thuật toán như sau. Thì đầu tiên các bạn cần phải tìm được cái số dương đó và sau đó phải kiểm tra xem nó có chia cho 7 không. Đấy. Và nếu như chia cho 7 thì sẽ tăng cái biến đếm lên, và nó kiểm tra lần lượt từng cái phần tử của cái mạng này đó. Nếu như cứ một phần tử nó chia cho 7, một phần tử nào đó, ví dụ phần tử AI của cái mạng này, mạng A này, nó chia cho 7 và nó cũng dương lớn hơn không thì nó sẽ tăng cái biến đếm lên một đơn vị. Đấy. Và nó cứ làm như thế cho đến khi nào nó đến cái giá trị AI cuối cùng của mạng thì nó sẽ tìm được cái biến đếm nó, tức là tìm được cái kết quả của bài toán đấy. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ vào cái hàm vào cái code cho cái chương trình này, bài tập này. Thì cũng như những cái bài tập về mạng khác thì bài tập này nó cũng có những cái bước cơ bản đầu, như là bước khai báo thư viện này, bước viết cái hàm nhập mạng này và hàm xuất mạng này. Những cái này thì nó đã quá là quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Và mình dám chắc rằng các bạn nếu muốn làm việc với mạng thì đều phải thuộc cái này, không phải thuộc, nhưng mà đây là cái bước cơ bản mà chúng ta cần thiết phải có và cần phải biết cái những cái cơ bản, nhưng nó cũng rất là quan trọng. Đấy, đây là thư viện, mình sẽ khai báo những cái phương STDO, Corneo và MAT và định nghĩa thêm một cái MAC đây 100, có độ lớn là 100, và sau đó sẽ cái hàm nhập mạng. Ở cái bài này thì mình sẽ không nói thêm về cái hàm nhập mạng đó. Đấy, thì mình chỉ trình chiếu cho các bạn xem một chút về cái hàm nhập mạng ở đây. Đấy, rồi. Và sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng. Với cái hàm xuất mạng này thì nó rất ngắn và rất dễ. Chỉ cần các bạn sử dụng một cái vòng lặp for và sau đó một câu lệnh print thì nó sẽ xuất được các cái giá trị ra. Đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ đi vào cái hàm để tính, để đếm cái giá trị dương mà chia cho 7. Đấy. Và cái hàm này thì nó sẽ trả về một cái biến đếm, đúng không ạ? Biến đếm thì thường là kiểu integer, đúng không ạ? Nên là mình sẽ khai báo nó cái hàm này ở dạng kiểu dữ liệu là integer, đúng không ạ? Và mình đặt tên cho cái hàm đó là đếm. Đấy, mình đặt tên là đếm luôn. Hoặc các bạn nếu muốn rõ hơn thì các bạn có thể đặt tên là đếm số dương chia cho 7. Đấy, dài như vậy cũng được. Nhưng mà với mình thì không cần thiết. Mình có thể đặt đây là đếm. Và trong cái đếm này thì mình cần phải khai báo cái mạng A này và cái N, cái N đây. Rồi. Trong cái hàm đếm này thì mình cần phải làm gì? Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ phải khai báo một cái biến đếm. Đấy, biến đếm đếm này. Mình sẽ đặt cho nó là biến đếm luôn. Bằng 0. Đấy. Và mình phải khai báo cái kiểu dữ liệu cho nó, đúng không ạ? Là kiểu integer. Đấy. Ban đầu chúng ta chưa biết có bao nhiêu số
của cái mảng đó chia cho 7 và dương đúng không ạ? Đấy, nên là mình sẽ đặt cái biến đếm mà đầu bằng 0. Và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lập for. Trong vòng lập for này thì mình làm gì? Mình sẽ dùng một cái biến chạy y khởi tạo giá đầu trị ban đầu cho nó bằng 0. Và y bé hơn n này. Sau đó sẽ là y cộng cộng. Trong vòng lập for này thì mình sẽ làm gì? À, mình sẽ nói thêm về cái vòng lập for này. Vòng lập for này tức là gì? Nó có cái giá trị khởi tạo ban đầu cái gì chạy á, biến chạy là y bằng 0 đúng không ạ? Thì cái vòng lập for này thì nó sẽ chạy từ cái giá trị a0 cho đến cái giá trị an trừ 1 đúng không ạ? Đấy. Như vậy thì nó sẽ chạy được hết tất cả các giá trị của cái biến a, cái mạng a này. Đấy. Rồi, trong vòng for này thì mình làm gì để có thể tìm được cái biến đếm? Thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if này. Đó. Nếu như mà cái ai, cái giá trị ai ấy nó mà lớn hơn 0. Đúng không ạ? Và ở đây mình dùng toán tự và cái giá trị ai này nó chia cho 2. Đúng không ạ? À xin lỗi các bạn, là nó chia cho 7. Đấy. Theo yêu cầu của bài toán là nó chia cho 7. Thì cái phép chia cho 7 thì các bạn làm như sau. Các bạn bấm AI phần trăm 7 bằng bằng 0. Đấy. Cái này tức nghĩa là gì? Tức là cái giá trị AI này nó chia hết cho 7 này. Và nó sau đó nó sẽ so sánh với 0. Tức là đây là một cái phép chia lấy dư. Tức là gì? Cái AI này nó chia cho 7 mà dư 0. Đấy. Nếu như cái AI này nó chưa lấy dư cho 7 này mà nó trả về kết quả là 0. Đấy. Và cái AI này nó mà lớn hơn 0. Đúng không ạ? Thì tức là nó cái AI này là khi AI lớn 0 thì nó là số dương đúng không ạ? Và cái khi AI này nó chưa lấy dư cho 7 mà bằng 0 thì tức là cái AI này nó chưa cho 7 đúng không ạ? Đấy. Khi nó đã thỏa mãn hai cái điều kiện đó thì chính là nó đã thỏa mãn cái điều kiện của bài toán này, là nó là cái số dương mà chia cho 7. Đó. Thì mình sẽ tăng cái biến đếm lên. Lúc này mình sẽ tăng cái biến đếm lên. Biến đếm này thì sẽ bằng biến đếm này cộng cho 1. Đấy. Mình sẽ tăng cứ mỗi lần gặp cái giá trị AI mà thỏa mãn cái câu lệnh if này. Điều kiện trong cái câu lệnh if này thì mình sẽ tăng cái biến đếm lên. Và sau đó thì mình sẽ trả về cái kết quả là cái biến đếm return. Biến đếm đúng không ạ? Đấy. Như vậy là mình đã xong cái hàm đếm ở đây. Đấy. Và mình đã biết được cái biến đếm đúng không ạ? Và biết được cái những có bao nhiêu cái số ở trong cái mạng đó mà chia cho 7 và vừa là số dương. Đấy. Và sau khi đã xong cái hàm đếm này rồi thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì chúng ta cần phải làm gì? Ở đây trong cái hàm main này thì chúng ta cũng cần phải khai báo cái n này, tức là cái số phần tử của mạng đấy. Và tiếp theo là cái mạng a. Đấy. Và sau đó sẽ là phải khai báo một cái hàm nhập mạng luôn. Chúng ta phải gọi cái hàm nhập mạng ra. Đây sẽ là A và N. Và tất nhiên là cái hàm phải có cái hàm xuất mạng luôn. A, N đúng không ạ? Rồi, sau đó thì mình sẽ khai báo một cái biến, gọi là cái biến đếm đi cũng được ạ. Hoặc là mình viết y nguyên cái biến đếm luôn cũng được. Đấy. Và ở cái video lần trước thì mình cũng đã nói cái biến đếm ở cái đây. Nó hoàn toàn khác ở trên đây đúng không ạ? Đấy. Bằng cái kết quả trả về của cái hàm đếm này. Đấy. Hai cái biến này, một cái biến đếm ở đây ở cái hàm bên này và cái biến đếm ở cái hàm đếm này thì nó chung cái giá trị
nhưng mà về mặt bản chất thì nó khác nhau, nó là hai bên khác nhau nhưng nó có chung cái một cái giá trị đấy. Rồi, và sau đó sẽ in ra cái kết quả. Đây sẽ là ở đây đề bài đặt ra là đếm các số dương chia cho 7 trong mạng một chiều, đúng không ạ? Thì đây mình sẽ in là đây sẽ là có phần trăm d số dương chia hết cho 7 trong mạng đấy, hoặc là các bạn có thể viết như này cho nó dễ hiểu. Trong mạng đấy, như vậy các bạn có thể biết là trong mạng có phần trăm d số dương chia cho 7, và cái phần trăm d này thì nó sẽ được làm như sau. Đây sẽ là cái biến đếm, địa chỉ của nó sẽ là biến đếm rồi, và sử dụng thêm một cái câu lệnh get, và sau đó sẽ là return không. Rồi, như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái bài tập này. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem. Đấy, như vậy là cái chương trình này nó không lỗi, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái phần tử nữa, số phần tử của cái mạng này mình sẽ nhập là 4. Không, mình sẽ cho là 1, nó sẽ âm 2, 7 và 14. Đấy, thì nó đã in ra, như các bạn đã thấy nó đã in ra cái mạng A này gồm có phần tử là 1, âm 2 này, 7 này và 14 này, và nó đã in ra cái dòng lệnh, dòng là trong mạng có hai số dương chia cho 7, đúng không ạ? Đấy, chính là số 7 và số 14 này. Đấy. Thì đó là cái bài tập để tìm cái số dương chia cho 7 ở trong cái mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.